anh em nhá. Bây giờ là hiện tại là như video trước tôi đã nói là sẽ làm một món về vịt, thì hôm nay nhà bạn tôi là bắt vịt bán này, chúng tôi là mua con về để làm một món gì đấy là lạ chứ. Nhưng mà bây giờ hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Thêm một chút nữa anh em chúng tôi sẽ làm món gì đấy thì anh em xem tiếp video nhá. Bây giờ tôi sẽ quay chỗ các bác mua vịt cho anh em xem. Vịt nhiều luôn, to này mà. Vịt này nó ăn được rồi. Thì em thấy đây là con xe của tôi, con xe huyền thoại của tôi đây. Anh em nào mà thích chơi xe hay đam mê xe thì vào kênh Thành Công RC, tôi sẽ để link ở dưới phần mô tả nhá. Chào anh em nhá, bây giờ là hiện tại chúng tôi vừa nghĩ là cái món làm cái vịt này gọi là vịt lòng đất. Giờ đào một cái hố này để tí cho con vịt xuống dưới đất này cho nó ngủ. Còn đâu vấn đề có ăn được không thì tí xem tiếp anh em nhá. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And tay em đặt lại em cần. Ôi, anh đưa tiêu đi. Nhưng mà trong cái hố này to mà tôi để bây giờ anh em tôi đang nhóm cái nò cái anh hố tôi cái hố đang chuẩn bị cứ để em biết anh đây. Em chúng tôi đang chuẩn bị nò để cho vịt à. Còn đây là than hoa nhé, than hoa này để ấp lên cho nó đỡ khét với đỡ mất vị của vịt. Mày điên mày nhí này nó mới khó nấu chín này. Được chưa? Ừ. Bây giờ là anh em tôi chỉ đợi không biết xem thành quả như nào thôi. Bây giờ là chúng tôi đã bịt nát chuối ở đây và đây cho các bạn xem. Rất là ngon. Đấy. Tôi đã bịt kín này rồi, chờ nó sẽ sức nóng của than nó sẽ làm chín con vịt này và chờ đợi kết quả nha anh em. Thì hiện tại thì cũng tầm khoảng 6 giờ hơn rồi. Cũng muộn ngoài Bắc tầm này là trời tối anh em có để đấy, thì bây giờ là chắc vịt cũng được đấy nên anh em tôi sẽ mở ra để lấy thịt lên để lấy vịt lên. Đây khoái hãi còn nghi ngút luôn anh em ạ. Ui. À. Thơm lắm anh em ạ. Ui. Oh, anh em nhìn đây nào.
Ui rồi. Ngon luôn anh em ơi. Nhìn chưa, nhìn chưa. Xoay xoay thẳng cơ. Dã man. Nhìn dã man chưa. Ui, khá là ngon luôn. Bây giờ chúng tôi sẽ mang ra ngoài kia để chặt và thưởng thức. Cảm giác anh thấy sống. Thịt em nó. Cứ băm rừ cái đấy đi. Chặt à, không xé à. Quá từ từ. Nông này làm đi. Nông ở nguyên này. Tí lông quá hay sạch nó phun nông măng ấy. Mỡ mà con này cũng mỡ phết. Tí nữa. Còn rau bầu xỉa sướng. Hơi đổ đói thôi. Úi rồi. Ui, nếu mà để đi nữa thì nó xeo hết mỡ ấy. Nên nước lưỡng tí nữa. Mình ngồi để tầm 15, 20 phút nữa thì... Đâu phết đấy. Nướng này phải làm từ sớm. Thì cái này chỉ để ấy cái hơi của than hoa mà. Chứ có phải là lưỡng lửa trực tiếp yo, đâu. Tươi. Không thì vịt nó lâu lâu rồi, mới cả con này cắt tiết thôi. Con này cắt tiết lỗi này. Ừ. Cái nhà con ai biết đấy. Được hết rồi. Cái gì? Quay kỹ tí nữa thì nó góc. Đứng đâu, thằng đứng đâu. Nhát nhát. Gì? Cầm ăn nghe chuối. Đây cho Tuấn Tuấn thử trước miếng nào. Tuấn Tuấn thử trước miếng. Quay à? Ơ. Thịnh Thịnh. Thịnh cho thử trước miếng. Chờ tí nữa. Miếng miếng này. Ừ, thử từ từ. Sao vị nào? Ngon rồi, nó cũng là ngon. Ngon thật không? Ngon thì không cay. Không cay á? À? Cái gì là nhét nó nhét toàn nhét vào bụng rồi. Đấy là... Phải xoa bên ngoài nữa. Cái này phải đông. Nó chỉ khoa, nó chỉ xoa qua qua ấy. Thằng này hỏng. Thôi để quay quá tí nữa ăn mới ngon. Này phải để xía ăn mới không vị. Ninh vào thử miếng ạ. Không. Anh để đây, để đâu. Thay chặt đi, luộc cây đi, luộc đố đi. Do lên tivi à? Hả? Ừ. À, để tôi thử miếng ạ. Chứ điều mùi thịt chuột nhỉ? Không sống. Sống là cái gì đồ đó? Không sống. Đúng, nhưng mà nó chưa được róc nước. Nó chưa quắt. Đây, quay phải 3-4 tiếng. Chúng ta đậm đà nhỉ? Đậm đà nhỉ? Nó không đậm hẳn. Miếng tao đậm cực. Mình chưa ngấm nhiều ấy. Giờ để chưa được để lâu lâu ấy. Nhiều lâu lâu thì róc nước keo keo ăn ngon hơn. Nhưng lần đầu làm không phải thành công ngay được. Ừ. Căn bản là tối quá rồi. Đến bữa anh em đói. Đói quá. Nên là lần này có khi không được thành công nó được chỉ được 80%. Rồi cho đến lượt Thành thử quá nè. À, sao ăn mặt nó chào anh em. Đây là thành quả của chúng tôi. Đây là món vịt cái gì nhỉ? Vịt lòng đất. Đây. Lòng đất. Đây là món vịt lòng đất của tôi. Đây thử miếng nào. Thơm lắm. Ăn khoái. Mời anh em. Mời anh em. Alo. Em ngồi đây chờ mời lâu. Cái da nó giòn. Không nghe. Mỡ cứ phải quay lại. Ngon luôn. Nó còn nước rồi. Nó vẫn rất chúng tôi không muốn làm khô vì nó khô quá ăn nó sẽ không ngọt thịt hơi ướt ướt ăn còn mỡ rồi nó ngon. Chào. Anh em nhớ đăng ký kênh và comment những ý tưởng mới nhất để chúng tôi nọc ra chúng tôi sẽ làm theo nha. Bye bye, chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nha.